Rồi hello anh em nha. Nay mình lên cho anh em cái bình Kenhinsa băng e dây, hàng siêu lướt, rã xe kho nước ngoài về nha anh em. Bình này siêu đẹp luôn nè, mới rã xe chưa vệ sinh luôn. Còn cái chuyện mà siêu lướt hay không thì anh em nhìn ngay chỗ cái bách vai mà bắt ốc nè. Đó, nó chỉ có dấu nhẹ nhẹ là bắt vô thôi. Còn cái chất bình thì mình rất là đẹp, 7 màu nha anh em. Đó, tem zin luôn nha. Thì cái bình này mình bán giá là 5 triệu rưỡi nha. Bình Kenhin e dây một lỗ mũi. Đây, cháy ga nha anh em. Đó, cháy ga nè, như mới, không xước, không lém, không có bị gì hết. Rồi, còn cái bình này siêu đẹp luôn, 7 màu nha. Đó, cái bình này mình bán giá là 5 triệu rưỡi nha anh em. Đó, bao đủ thứ cho anh em, bao nguyên zin, bao xài, bao găng ti. Đó, bình 7 màu nha. Anh em lại ghé mà cầm trên tay trực tiếp là bao nó đẹp hơn ở ngoài thực tế rất là nhiều nha. Cái bình dòng e dây này ở mình thì vẫn còn nhiều bình nha, mà nó tùy vào tình trạng, tùy bình. Cái bình này thì mình đang bán giá là 5 triệu rưỡi cho cái bình này. Giờ mình tháo cái phần ở bên trong cho anh em xem luôn nha anh em. Đó, bên trong là cũng cực đẹp như mới nha anh em. Đây, phải xanh, không còn gì để bàn cãi nữa nha anh em, bởi vì nó quá đẹp. 5,5 triệu, anh em nào thấy hợp nhãn, ưng con mắt, ưng cái bụng cứ alo mình 0933 996 332 ha.